Đây cũng là một cái điều kỳ lạ đấy. Chưa gặp bao giờ đấy. Chưa gặp đâu. Rất khó. Cái nước này không phải có mát là cháu không thử chưa nào. Má, còn khi đâu lại tắm uống nước. Có khi ai mà không có con nên lên đây uống, lấy một chai về uống nước lại có con đấy chứ lì nhỉ. Đấy. Ui mát lắm thật. Ôi ôi. Đây này, đôi vợ chồng nào mà chưa có con thì thôi lên đây lên đây tắm một cái về có con luôn. Đây là vỏ nước thần đấy. Xin chào các bạn, bây giờ tôi đang đứng ở cửa lân giao, cái cửa lân mà cái na mà được coi là cái na mà bán đắt nhất ở trên này nhé, đắt nhất ở Chi Lăng Lưu Lũng Sơn nhé. Đó, cái khu này chính là cái khu mà gọi là na được đặt tiêu chuẩn Việt Gáp đấy, mà xuất đi nước ngoài ấy. Thì hôm nay tôi sẽ mời các bạn đi cùng tôi đi vào trong cửa lân gọi là lân giao nhé. Thì các bạn đi cùng tôi đi vào trong này khám phá xem là trong này người bà con ở đây người ta làm na như. Đây các bạn, đây là con đường trong lân giao, đây có xe này. Xe máy, đây, máy 20 đường rất nhiều. Các bạn nhìn đây, xe máy 20 đường bát ngang xe máy luôn. Đây biển khu di tích lịch sử. Mệt không chị? Dạ, mệt. Mệt nhưng mà lại vui. Mệt quá. Đủ lại. Mi pen đấy. Đủ lại. Nhà hai anh chị có đường nhiều nào? Đây là gặp cái chị này. Chào chị nhá. Hết na rồi à chị? Na xuống hết rồi. Đang xuống à? Còn nhiều na lắm nhỉ, hôm nay cháu vào hơi muộn rồi. Mệt lắm, leo không còn mệt thế này. Ngoài này na đắt đi nữa không nhỉ? Mệt lắm các chị ạ. Quay ai lại lên đỉnh đây quay rồi ạ. Lên đỉnh quay nó mới thực tế chứ còn ở nhà ngồi cứ ngồi ăn này sao biết được. Vâng. Mệt thế. Vâng. Mệt. Lâu lắm không trèo à. Chào nhá. Ừ, bây giờ mới lên mệt quá. Chân run hết chân rồi. Anh hai chị sẽ đi sớm lắm, từ 4 giờ đi rồi hả chị? 3 giờ đi mà. Ui dồi. Trong này là na đẹp nhất đấy, đắt nhất đây. Ừ, trong này là na đẹp nhất, chất lượng nhất. Vâng. Chất lượng nhất đấy. Nó khổ thế này đấy. Một nắng hai trưa. Thế mà mọi người cứ bảo là một cân na mấy chục nghìn, mấy chục nghìn, cứ phải lên đây xem mới biết được. Lên xem mới biết.
Đấy. Cái này nó đi nó bằng hơn. Con một cúng nữa à? Cái chả bị lẻ. Những cái chùm bạt như thế là để nó giữ cái phấn hay làm gì ấy? À, được sức na. À. Em cứ thế nó chùm mà là không biết là chùm sao mà chùm. Cái này là đi nó xước na hết. À, cái lá cây nó quệt vào nhỉ. Ừ. Đậy lá vào. Đường mòn như đường Hồ Chí Minh luôn. Này các bạn nhìn thấy nào? Vi diệu chưa? Vâng. Ôi, chỗ này nhìn mới đẹp này. Lên trên chỗ này nhìn mới đẹp. Cao nhất à? Ở dưới kia là có cái nhà kia là người ta ở anh? Không. Ở trong cái lân này là ở, tập trung ở trong này hết hay là còn sang đèo bên kia này? Vượt bên kia nữa. Ui cái chỗ xả tít kia kìa, có cái nhìn thấy xa xa ấy nhỉ. Ê. Tiếng na đi đi lại lại cứ như tiếng máy bay. Con tháo rồi Minh ơi. Chỗ này là không biết làm bao nhiêu chục cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À 2, 2. Ở đây có 9 cái. Còn 2 gì nữa nhá. Bên kia là 2. Bên kia có 1 đứa nào. Còn 1 đứa nữa, đứa này của nhà mình ra xong đó ra mắt luôn. Ra hết rồi nhỉ, mọi người ra hết rồi. Được. Trên núi bên kia. Ừ. Ui. Tít trên cái đỉnh kia. Cái này đi là người ta nghiên cứu kỹ lắm ấy nha, không là nó chạm nhau ấy nhỉ. Đây đường các đường dây này không có cái dây là chạm đường nào cả. Úi, còn một nhà bên kia nữa. Bỏ cái này vào cái anh luôn.
buộc vào buli đi, buộc vào cái dây khác. Về đây, về đây, phanh cho bà. Về đây, phanh luôn nha, kia nó thả. Phanh này cho bà. Người ta không thả được đâu. Chưa có, người ta không thả đâu, bà cứ ra buộc đi. Nó thả, nó thả. Không, chưa có, không thả đâu. Mình chưa có, chưa phanh người ta dám thả. Cú, 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 khóa, không cần phanh đâu, bà cứ đi. Mình chưa có, người ta không dám thả đâu. Thôi đi nha, chúng ta thôi đi. Thôi là hai các bạn sẽ đi. Cú, phanh đi. Đi xuống lên được không? Xuống lên đi. Ê, con với chú là toàn kính lên thôi. Cái này kính ngay đây hả bác? Thế nào đứa? Hà xa lắm bác, thế sao không cho lên tời đi? Không được, không có dây tời lên được. À, không có đường dây á? Tời phải có lối mới đi được chứ. À. Không thì không làm được đâu, địa hình mới được. Thế là chị cứ xuống bác. Chị xuống luôn, nó là để lấy dây leo con đầu bên này á. Đi xuống tham quan xem nào, đi. Vâng, và xem cái trong này cân na 60-70 nghìn xem nó làm như thế nào. Ừ. Nhiều đường lắm, không biết đi đường nào luôn. Cái chỗ nào rộng nhất hả chú? Đi vào đây rộng nhất. Phải sang kia một cái đường thẳng chạy sang trong cùng. Giáp với đồng bày. Giáp với đồng bày. Lên trên đây là qua sang nó vào Uy Tịch luôn. Vâng. Đường này nó vào Uy Tịch luôn. Đây là đây vào Uy Tịch luôn, còn đường này. Đi xa lắm nhỉ. Nó mảnh xa lắm. Nếu đi khoảng mấy tầm 1-2 tiếng mất. Vâng. Cứ đi thử đi xem nào. Đi để xem biết. Thế mới biết là trong này sâu như nào. Chú à. Thế là chú tời ra hết rồi, chú chỉ đi ra bộ thôi gì à. Đỡ được bao nhiêu nhờ chú nhỉ? Mát lắm thì trong này. Đến cái chỗ này nó sâu, xuống sâu cảm giác như là trời tối. Ôi, lại có đường nhánh nữa. Đi thẳng vào đây là đường đi vào trong này là còn nhiều nữa phải không anh? Đường nhiều nhưng bây giờ chứ chỉ chủ yếu trời này với trời kia thôi, anh đứng ở trên này quay lại được rồi. Vâng. Anh bây anh đi vào trong kia không nhìn thấy trời đâu. Không nhìn thấy cái gì đâu. Anh trên đầu trời này. Vâng. Cái bà con này em cứ đi vào xem để xem cái tận gốc cái na như thế nào thôi. Cần na 70.000 là như thế nào đây? Ui, con rết.
Thấy người chưa chị? Chưa. Vẫn còn à? Chú. À. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? Mà chú đi khỏe này. Thế 1 tuổi xong rồi. Sống rồi á? Thế 1 tuổi đó, 59 rồi. Thế chú sức khỏe dồi dào này. Đây chị. Vẫn còn người phải không chị? Nhiều lắm. Ơi đây, đây mới. Đây những cây na này là hái hết rồi nha ông nhỉ. Đây. Không còn nữa. Vãn rồi. Đấy, các bạn nhìn này, na này. Na chạy dọc dọc xem, như máy bay luôn. Đây các bạn nhìn cái vàn na này, đó. Hiện giờ mình đang quay ở trong cái thung lũng rồi nhá. Đây là trong đang trong lân nhá. Đây, hai bên là na hết này, đó. Ở trên này dây tời nhá, tời đang đi ạ. Xa quá không nhìn cái gì luôn, xa tắp luôn. Ở trên dây là trung trung điệp điệp luôn. Máy quay của mình xa quá không quay được. Đây là đang ở trong lân nhá. Đây những cái na, những cái na thì hái hết rồi. Đây đây còn quả nhỏ rồi. Hết rồi, không còn nhiều. Đi xa lắm các bạn ạ, không gần đâu. Thế mới biết là cần na mấy chục nghìn. Chào các bác nhá. Đây na vẫn còn nhiều à. Cây này còn nhiều lắm. Cái này thì trũng lân. Chỗ đường đi mòn này. Chú, mệt không chú? Không phải đơn giản đâu. Thế mới biết là cần na mấy chục nghìn. Chú kia chắc là đá đấy nhỉ? Chắc là đá không làm được na. Chú. Đá không làm được na đâu. Phải có tí đất cơ. Phải có đất thì người ta mới làm được na nhá. Cái chất na, cái chất đất ở trên này nó gọi là chất đất đá vôi ấy, núi đá vôi ấy, thì nó sẽ cho ra cái quả nó già, nó xanh mà nó có phấn, nhìn rất là đẹp. Mà cái vị na ăn nó rất là ngọt. Đây được coi là cái chỗ tâm điểm mà làm ra những quả na ngọt nhất, đạt tiêu chuẩn xuất đi nước ngoài đấy các bạn ạ. Vẫn còn đi sâu nữa. Sắp hết đường chưa hả cô? Vẫn còn đi nữa. Đi mãi chưa đấy, hết người chưa? Vâng. Còn đi nữa đây. Ê, đây có cái hòn đá đẹp không? Đây là cái chỗ nghỉ chân mỗi lần mà các bác đi vào trong này làm na đấy. Đây, đây chỗ nghỉ chân này. À, bát này, đũa này. Có cái hòn đá đẹp nhỉ. Hòn đá này phẳng thế. Có cái hòn đá này lý tưởng, quá lý tưởng luôn. Na đẹp phẳng ly luôn. Mát lắm chỗ này. À. Chưa. Ôi, được tiền cả nói đâu. Chào Xúc, chào Alu nè. Cần hao cần hao cần hao. Lát bên em quay hơn Alu cho Xúc nhà quay quay thêm đi. Vào đây quay cái giếng nhá này. À có cái giếng á? Ờ, vào đây giếng chỉ chiều.
Vâng. Lúc lên lúc xuống á? Lúc lên thì chiều mà. Cứ bao nhiêu lâu thì lên, hay là chiều lên là sáng xuống? Vâng, hay thế nhỉ, là ở trong này lại có cái giếng như thế. Vâng. Thôi gọi giếng thần mà. Có uống nước được không? Là khoản ni mi. Cháu ở Hiếu Lũng cô ạ. Hôm nọ cháu cũng lên rồi nhưng mà hôm đấy muộn quá, thế là lại về. Vâng. Cháu đi quay na quảng bá hình ảnh na Lạng Sơn mình cho mọi người biết. Vâng. Nhiều người cứ thắc mắc sao na đắt thế mà có chỗ bán thì rẻ thế. Anh ạ. Vâng, em đi quay phim. Chào anh nhé. Đấy, đứng đây quay lên nhỉ. Vâng. Cảnh này xa quá, không quay được. Lên tận trên đỉnh kia quay. Không nhìn thấy luôn đấy. Vào đây đến cái giếng là quay lại thôi, hết rồi. À đây, từ chỗ này lên nhỉ? À. Đây. Qua, đi vào đây. Đâu, cái giếng ở chỗ nào hả? À? Cô? Suối thần đó. Đi từ mấy giờ mà bây giờ ra được anh? Chắc đi từ 4 giờ. 4 giờ đi hả? 4 giờ sáng. Thế đi lúc đấy là mình đã sáng nhỉ? Chỉ đèn, pin đi chứ. À. Thế mới biết là các bác ở trên này là làm na như thế nào. Sáng phải thức dậy từ 3 giờ sáng. 2 giờ rồi nhỉ? 2 giờ, đấy cô bảo 2 giờ sáng là phải thức dậy rồi. Về đến Hà Nội phải 6-7 mấy nghìn mà sao đắt thế. Đâu, giếng thần đâu? Bây giờ chả như này, như buổi chiều là không có ý nước nào đâu. Buổi sáng trên đây. Vâng, à đây là gọi giếng thần. Đây, nó lên đây, nó đổi lên đây. Vâng. Nó thấy buộc đấy. Ồ nhờ. Đó. Đây là không, kỳ lạ đây nhờ, buổi chiều lại không có. Không có ý nước nào luôn. À đây có cái vài kia nhờ. Thế là bây giờ nó đã rút xuống được đấy. 30 phân rồi đấy. À. Đến buổi chiều là nó không có ý nước nào ấy. Lạ nhờ. Không. Xuống đây cái quảnh này nữa này, này. Thế cái mùa mà nó mưa nhiều, cái chỗ này có ngập hết không? Ngập. Nó chỉ lên thế này thôi. Chỉ lên thế này thôi. Còn ngập hết thì nó lại không lên xuống được, nó lại vẫn chảy đi. Về đây quay quảnh này nữa là thôi này. Vâng. Thế này cũng là kỳ lạ đấy, cháu đi nhiều nơi chưa thấy cái chỗ nào bảo là từ hồi trưa đã tụ. Vâng. Sáng lên mà chiều lại xuống. Thế kỳ lạ đấy. Anh ạ. Thế mới kỳ lạ chứ lị. Thế bãi nhà cô đây à? Sau cái nỏm đấy, ui xa thế. Cảnh này mà lên phim là đẹp này. Đâu? Đây. Ôi cảnh này đẹp nhờ. Ê rồi chỗ này. Ôi đừng quay bà ấy, chỗ này. Ê chỗ này nước chảy róc rách. À. Đẹp này. Đẹp nhờ. Chỗ này mát. Thế là nước là cứ buổi sáng lại có mà buổi chiều thì lại không có nước. Buổi chiều không có. Thế này nhờ. Đây cũng là một cái điều kỳ lạ đấy. Chưa gặp bao giờ đấy. Chưa gặp đâu. Cái nước này không biết có mát là cháu không thử cho nó. Còn khi đâu lại tắm uống nước. Có khi ai mà không có con lên đây uống, lấy một chai về uống nước lại có con đấy chứ lị nhỉ. Đấy. Ui mát lắm thật. Ôi ôi. Đây này, đôi vợ chồng nào mà chưa có con thì thôi lên đây lên đây tắm một cái về có con luôn. Đây là vỏ nước thần đấy. Tràn lên đây nhỉ, có đây có cái vâng. À nó cái này là chảy đi xuống luôn rồi chứ phải không? Ra tiếp ngoài kia nữa. Vâng. Thế còn đi thẳng ra đây là ra Cai Kinh à? Còn xa lắm á.
trong này có cái giếng thần nữa, kỳ lạ nhỉ. Buổi sáng thì lại có nước mà buổi chiều thì lại không có nước. Thế này các chú là có toàn đi làm sáng xong là về đến trưa lại về ăn cơm ý hả? Trong lều thôi. Trong lều luôn á? À đây có những cái nhà nào cũng có lều, một cái lều như này à? À đấy, nhà nào có một cái lều này, ăn xong là làm xong là ngủ nghỉ đây luôn. Cho vào là ngủ, ngủ nhân dân. Cái na này mình có phải làm quanh năm hả chú? Không. Ở trong núi này là không phát được, không có, có phát được máy không hay là chỉ dùng bằng tay hết? Máy này là máy nào được? Toàn dùng bằng tay nhổ hết. Chỗ nào nó có đất thì vụt. À lấy cái cây về vụt. Máy vụt à? Vâng. Thế là một năm là bây giờ thu hoạch xong một cái là xong, đó là bắt đầu để đến tháng 11 là lại cắt ngọn hay là tháng riêng? À tháng riêng cắt. Cuối tháng riêng mới cắt đó. Và cuối tháng riêng cắt để nó ra lộc ấy, ra hoa đấy. Đi chấm, đi phấn cho nó ấy, không phải như hồi xưa đâu. Đi thu từng quả một ấy. Thu từng quả một đấy nhỉ? Ừ. Vâng. Thế mới biết là quả na mấy chục nghìn. Hiếu Lũng mới tập làm thôi. Hiếu Lũng mới tập làm ở chỗ cháu Hiếu Lũng. Cháu đi vào chỗ cháu đi vào sâu ở trong. Cháu ở trong Yên Bình. Chỗ đấy mới tập làm thôi mà. Yên Bình đi vào Tiền Kỵ đấy. Hiếu Lũng là đi vào từ trung tâm Hiếu Lũng đi vào 15 cây. 18 cây. 15 18 cây. Qua đường phổng. Đường đi đến vào cái chỗ phổng xong đó là bắt đầu rẽ sang bên phải đi vào nhà cháu, còn đi thẳng đi vào phổng có một cái ngã ba. Xa lắm, xong đấy bắt đầu mới tập làm thôi. Nhưng mà cái na ở dưới đấy mới hai hôm nay là 12 13 15. Ở đấy không chất lượng như ở đấy đâu, na ở đấy. Hôm kia cháu lên thì là na là bảo là có 32 nhưng hôm nay lên là bảo 35 rồi. Đấy, na ở đây là còn càng lên mà na ở dưới kia là càng xuống. Na bình 40 ấy, 50 đây. Thế á? Na ở dưới kia là nó bán lốn hết kìa, tôi nhỏ bán cùng nhau hết à? Ồ, lốn hết chả biết chắc là... Ở đây nó phân loại rồi. Thế á?